nào, sao nào? Y áo thế này được chưa? Có đem cô họ Đào này. Sao vậy? Có nhiều bộ đẹp đấy. Hả? À, từ đấy đâu có nhiều bộ đẹp đấy. Mà giờ mặc xong cái là cứ giơ tay hàng luôn. Bà Văn thì kéo miếng có chịu phải. Bà Văn kéo miếng có chịu phải bà Văn. Đây là chị Hòa chứ vậy em. À, cho à? Chị Hòa chứ vậy em. Thế sao còn ai cho nó không? Đây là em chưa có cái gì nữa. Nhưng mà chứng tỏ chị Bình. Đâu đâu. Để anh xem chị Bình dài quá. Chị Bình dài bắt đầu đỏ. Bắt đầu đỏ mặt hết. Đang đỏ mặt. Ồ, lắm rồi lỗ. Này, bộ này có ghi là nhăn thế này. Bộ này là nhăn thế này em này. Bộ này. Phật tử thuần thành về chùa đấy. Giờ này trông gọn gàng lắm rồi. Giờ không có cái rượu đi. Lạch. Là? Thế em nhìn thế này có vẻ nhăn thế này. Bây giờ các loại y bây giờ không có loại nào ngon bằng loại y này. Trông rất là mãn nguyện. Thank you.